Trước đây á, nó kể cho vợ chồng tôi á, là nó đã từng chữa bệnh cho con gái của ông trầm B. Con gái của ông trầm B. Và nó nói với vợ chồng tôi á, là ông trầm B mua đứt nó 100 tỷ đồng về chữa cho ở dưới Trà Vinh, và chỉ có một bổn phận là đi theo ông trầm B, không được đi nước ngoài. Nếu muốn đi nước ngoài là phải hỏi ý kiến ông trầm B mới được đi. Và chính nó nói rằng ông trầm B đã cho nó nhà, cho nó tiền, sau khi nó không đồng ý là ông trầm B đòi lại hết. Thì tôi nghĩ ra một điều là ông trầm B cũng phát hiện giống như vợ chồng tôi, cho nên tôi hy vọng rằng tôi sẽ có dịp gặp lại ông trầm B, vì ông trầm B là bạn kinh doanh bất động sản của tôi. Tôi sẽ hỏi ông trầm B về thằng Võ Hoàng Yên này sẽ có phim hay cho quý vị xem. Vì nó đã từng đi xuống Trà Vinh và nó nói rằng nó từng chữa bệnh cho con gái của ông trầm B. Nha, ông trầm B đòi mua đất nó. Nha quý vị, cho nên á, nó lừa rất nhiều đại gia rồi. Ông trầm B thì đi tù rồi, nhưng nghe nói là sẽ ra trước 30 tháng 4. Hy vọng là như vậy. Khi ổng ra tôi sẽ đích thân đi kiếm ổng, vì ổng là bạn của tôi. Tôi sẽ hỏi ổng về thằng Võ Hoàng Yên này, thì sẽ ra ngô ra khoai thêm phim hay cho quý vị coi nữa. Nếu nó là một nhân tài thì ông trầm B đã không sa thải nó, đòi tiền lại giống như nó nói. Thì ra là người ta đã phát hiện ra nó lừa đảo, cho nên nó mới trôi dạt tới lúc nó gặp vợ chồng tôi. Có ghê không quý vị? Mày là dám tố cáo thì tao quất mày trước. Thực ra là nếu mà xuyên suốt cái drama của chị, chúng ta nếu mà mọi người để ý, mọi người sẽ thấy một cái điều gì nè. Thực ra báo chí, Làm nhiều nước tờ báo đi chí ở phía Nam á thì họ không đưa lên những cái thông tin chính xác. Nhưng mà nếu mà chúng ta chịu khó theo dõi cái dòng báo chí chính thống á, thì thực ra nhiều khi là ngay cả tôi, bản thân tôi là trong cái thời gian đầu á, bản thân tôi những cái dòng báo chí như là báo của Ban Tuyên giáo Trung ương hay báo quân đội, báo của đảng, thực sự nhiều khi là tôi, tại vì rất nhiều nội dung mang tính chất chính trị thì nó khô khan lắm, chứ thực ra là tôi cũng không có hứng thú gì nhiều để đọc. Nhưng mà thực sự nếu mà chúng ta quan tâm đến tình hình đất nước, chúng ta đọc á, thì chúng ta đọc từ những tờ báo này, chúng ta sẽ thấy là thực sự Trung ương cập nhật rất là kịp thời bất kỳ một cái vấn đề nào đó xảy ra, không phải là vào Trung ương những không sâu lúc sát nóng đâu. nhất là Đúng có rồi. một công văn ra đời, vì để chấn chỉnh lòng dân và để nói cho người dân biết rằng là người Trung ương luôn luôn Đúng rồi. biết được tất cả những ý tưởng, những cái sự công kích Đúng. có tổ chức. Không chỉ là công văn đâu, ngay cả báo Trung ương, chị đi đi, ví dụ như trong vấn đề lệch chuẩn của nghệ sĩ. Nếu mà báo chí, một số tờ báo miền Nam chỉ nói đến vấn đề chăm chăm vào nói chị lệch chuẩn và cố tình quy kết chị, nhưng mà thực sự trên các tờ báo của Trung ương, ba báo Tuyên giáo vân vẫn có hàng loạt bài về vấn đề lệch chuẩn của nghệ sĩ và chứng chỉnh lại vấn đề văn hóa của nghệ sĩ, và từ đó chúng ta thấy có cái quy tắc ứng xử của giới nghệ sĩ, đúng không ạ, được ban hành. Rồi sau đó là nếu mà chúng ta để ý, chúng ta thấy lại có hai ba bài viết về vấn đề là gì, nhà báo hai mặt đó, cảnh cần phải nhận diện rõ nhà báo hai mặt như thế nào Nhưng mà hôm đó. nay á, chị vui nhất á, là bác Trọng mặc định những kẻ chống phá là lương, kể cả là quan chức, là bất cứ là ai mà bác đã kêu là lương trạch, có nghĩa là thành phần không xài được. Tức là trong đó, trong bài báo đó, mà cái bài báo đó hình như là theo đốm ăn tàn vậy đó, thì cũng có xác định rõ thành phần lương trạch này là những cái thành phần mà có thể nói là lúc mà còn đương chức đương quyền á, thì tìm mọi cách để mà trục lợi vụ lợi, nhưng mà vẫn tỏ vẻ ra là đạo đức, vẫn tỏ vẻ ra mình là trong sáng, đi theo đường lối chính sách. Nhưng mà khi có một cái sự bất mãn nào đó thì bắt đầu quay qua nói xấu chế độ, và nhất là họ, khi mà họ đã ra khỏi bộ máy nhà nước rồi thì bắt đầu họ tìm mọi cách để mà công kích, để mà tức là bất kỳ một cái sự kiện nào xảy ra mà có bất lợi cho nhà nước là họ đều dựng chuyện lên để họ nói. Và nhất là trong cái thời đại 4.0 hiện nay thì cái việc mà họ lợi dụng cái mạng xã hội, cái trang Facebook cá nhân, rồi các kênh YouTube, kết nói chung là các kênh truyền thông, thì bắt đầu dựa vào đó họ lên, họ vận động, họ lôi kéo, họ đưa ra những cái câu chuyện mà một cách bịa đặt hoặc những cái gì đó để mang tính chất xuyên tạc. Và cứ việc có một cái thành công nào đó của đất nước hoặc một cái vấn đề gì đó xảy ra thì bắt